Xin chào toàn thể các bạn nha. Công ty điện tử nghe nhìn Hải Tâm hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm định vị mini siêu nhỏ kết hợp chức năng nghe lén và tự động gọi lại mới nhất năm 2019, đó chính là chiếc máy N13. Thì đây chính là chiếc định vị không dây kết hợp nghe lén siêu nhỏ bé nhất từ trước đến nay tại đơn vị nhà mình. Và đặc biệt là cái này là có cả lắp chân dính các bạn nhé, dính rất chắc luôn. Đây, dính cho các bạn xem này. Đây là đấy, dính rất chắc luôn nhá các bạn nhá. Các bạn đặc biệt là các bạn nào muốn theo dõi định vị này, cái này định vị trực tuyến trên bản đồ chuẩn xác 100% và kết hợp nghe lén rất là rõ luôn, chế độ tự động quay lại cực kỳ đần nhạy. Đấy thì hôm nay mình làm cái clip này để giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm định vị không dây này. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp đến số điện thoại 094 226 2345 để mình có thể tư vấn và hướng dẫn thêm cho các bạn về cái sản phẩm này. Sau đây mình sẽ khui hộp sản phẩm N13 này ra xem này. Đấy, bên trong nó có một cái dây cáp sạc này và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn sử dụng là hoàn toàn bằng tiếng Việt các bạn nhé. Đấy, trong giấy hướng dẫn sử dụng nó ghi rất là chi tiết tất cả các cú pháp để hoạt động máy. Đấy, bạn nào mua máy này mà chưa xem clip này thì đọc hết cái tờ giấy hướng dẫn này là sử dụng được. Còn các bạn nào mà đang xem clip này thì cứ làm theo cái clip này từ đầu đến cuối. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị này. Đấy, thì để hoạt động được cái thiết bị này, các bạn nào mà cần định vị thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái sim giác và đăng ký mạng nhé. Lưu ý là định vị phải đăng ký mạng, còn các bạn nào mà nghe lén không thì không cần đăng ký mạng. Đấy, sau đây mình mở lắp ra này. Ở bên trong thì nó sẽ có một khay sim và đây là công tắc bật mở nguồn này. Các bạn lưu ý nhá, khi sử dụng nó thì các bạn thao tác ngay cho mình này. Cầm máy nguyên như này, cầm máy theo chiều như này, được chưa? Rồi kéo ngược cái này lại, rồi nó cái tạch gái, rồi các bạn gảy cái này lên, gảy cái lắp đại sim lên nhá. Rồi các bạn lấy cái sim này đậy vào. Cái sim này mình đã đăng ký mạng rồi nhá. Lưu ý các bạn sử dụng cái sim này, sử dụng cái sim lắp trong cái máy N13 này phải đăng ký mạng thì mới định vị được. Đấy, sau đó các bạn đậy vào rồi đẩy nó vào như này. Đấy, thì nó sẽ ăn chắc như này luôn nhá. Khi các bạn lắp xong này, bật nguồn nó lên này. Đấy, máy bắt đầu sáng 3 đèn mới là máy hoạt động nhá. Còn máy sáng một đèn vàng với một đèn đỏ này là máy chưa hoạt động đâu. Nếu bạn lắp sim sai thì cái đèn xanh kia nó không sáng và các bạn không thể dùng được. Khi các bạn lắp xong rồi các bạn bật nguồn lên này. Đây là cái mã vạch này này. Đây là cái mã vạch để chống hàng nhái hàng giả các bạn nhá, lưu ý này. Đấy, khi đã xong thì các bạn lắp nó vào này, đậy nó vào cho mình này. Đấy, trong khi sử dụng thì thiết bị này nó không rung gì cả nhá. Ví dụ các bạn đặt vào ô tô xe máy này hoặc là đặt vào túi xách của người ta này, nó không hề phát ra một âm thanh tiếng động hay rung hay hình ảnh nào, nên các bạn sử dụng thì cực kỳ được yên tâm. Đấy, ví dụ các bạn đã lắp đặt xong các bạn dính vào xe máy này, giấu nó vào trong xe máy nhá. Đấy, ví dụ đặt giấu trong xe máy như này. Đấy, còn về cái phần ở điện thoại này nhá, thì các bạn cần tải cho mình một cái ứng dụng để xem trực tiếp trên bản đồ, đó chính là cái ứng dụng 365gps đây này. Đây này, các bạn tải ứng dụng 365gps nhá. Đây nó có biểu tượng như này và cái chữ thì nó đã được mình in sẵn trên hộp này này. 365 app 365gps này, các bạn tải nó về nhá. Đây, tránh mất làm thời gian, mình tải trước rồi này, tải trước đây bây giờ. Các bạn ấn vào xem này, ấn vào xem này nhá, thì nó sẽ hiện ra như này. Bây giờ công việc của các bạn này, công việc các bạn là ấn vào cái quét mã đây nhá, ấn vào cái quét mã bên cạnh này này, ấn vào cái quét mã bên chữ login này này. Đấy, thì các bạn giơ cái máy N13 lên cho nó quét. Quét cái xong rồi. Đấy, được chưa? Bây giờ còn các bạn nào bây giờ muốn xem định vị này, mình hướng dẫn các bạn nào. Các bạn muốn xem định vị nhá thì các bạn ấn vào đây này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra luôn định vị rõ luôn nhá. Đây là các cái clip trước là mình làm ở trên phố nên nó rõ số đường, số nhà. Còn đây là hiện tại mình đang ở quê, ở quê nó không có số đường, số nhà, nó chỉ có thôn này, thôn Đình này, Cao Đinh này. Đấy, và độ chuẩn của nó vẫn là chuẩn tuyệt đối luôn. Đấy, đây là chỉ là cách một cái nhà thôi nhá, cách một cái nhà thì hai cái thiết bị này gần nhau thì nó sai số khoảng 5 đến 10 mét này. Còn khi các bạn đã cách xa nhau thì nó sẽ chuẩn đét 100% luôn. Đấy, đây các bạn kéo ra thì nhìn cái khoảng cách nó chỉ là một cái nhà thôi nhá, 5 đến 10 mét thôi. Đấy, ở bên trên này nó hiện phần trăm pin ở dòng thứ hai này, dòng thứ nhất là mã này, dòng thứ ba này là số nhà, số đường này. Đấy, khi các bạn ra ngoài thành phố mà nơi nào có số nhà, số đường là nó ghi hết ở cái dòng address này nhá. Đấy, khi các bạn xem qua vệ tinh này, còn các bạn xem bằng bản đồ này, đấy. Còn các bạn muốn xem qua vệ tinh ấn quả cầu này thì nó sẽ ra vệ tinh nhé. Đấy, rất là chuẩn luôn nhé. Hầu như cái này là định vị không dây sang trực tuyến chuẩn 100%. Không đồng 100% là 99%. Còn các bạn muốn xem lại quãng đường xe di chuyển ấn vào cái chữ playback này này, sau các bạn chọn confirm này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, xe mình đang gắn thử vào xe và chạy thì nó báo được là chạy được 4000 hơn 4 cây số. Đấy, một ngày hôm nay mình đã lắp vào là mình test để cho các bạn xem lại cái quãng đường xe di chuyển. Đấy thì xe hôm nay đã đi được hơn 4 cây. Đấy, đây, hơn 4 km đây. Ok. Đấy, đấy là xong cái phần định vị nhá. Định vị các bạn chỉ cần ấn vào đây nhá, là xem nhá. Đấy, muốn xem các bạn tinh ấn vào đây. Giờ cái hình ô tô là cái hình định vị này, được chưa? Rồi, ok, đấy là cái phần định vị nhá. Còn bây giờ các bạn kết nối cái phần nghe lén. Nhiều bạn kết nối cái phần nghe lén, tại sao khi mới đầu về các bạn lấy điện thoại gọi vào cái sim trong này nhưng mà nó lại chỉ báo là thuê bao với máy bận? Thì để nghe lén được với cái máy N13 này thì nó tương tự như cái máy N16. Các bạn phải vào phần soạn tin nhắn, các bạn soạn cho mình một cái tin nhắn kết nối trước nhá. Ở cái phần người nhận này thì các bạn ghi số điện thoại trong cái máy nghe lén này vào nhá. Mình nhập số điện thoại trong máy nghe lén này. Đấy, ok, đây là cái sim mình test cho khách nhá, nên mình đã lưu hết cái dữ liệu này. Còn ở cái phần nội dung tin nhắn thì các bạn chọn cho mình 000 thăng, rồi sau đó là cái số điện thoại trong điện thoại này nhá. Đấy, đây là cái số điện thoại các bạn nhập vào, đây là số điện thoại trong điện thoại mình nhé, 000 thăng, sau số điện thoại trong điện thoại và thăng, rồi ấn nút gửi thì ngay lập tức cái máy N13 này nó sẽ trả lời về cho mình một cái tin nhắn. Đấy, thì bây giờ các bạn gọi vào là sẽ gọi được này. Ví dụ mình gọi này, đây là nghe lén nhé, nghe lén nhé, nó sẽ tự động nghe máy nhé. Đấy, tự động nghe máy này. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, alo. Đấy, thì các bạn chỉ cần đặt cái thiết bị này ở cái nơi mình muốn nghe, rồi các bạn ở đâu các bạn chỉ cần lấy điện thoại gọi vào cái số điện thoại trong này là các bạn thể nghe rõ hết. Đấy, được chưa? Rất chắc luôn này. Và nó còn có một cái chế độ nữa, đó là cái chế độ tự động gọi lại. Chế độ tự động gọi lại thì các bạn chọn cho mình là số 3 nhé. Soạn 3 số 3 gửi đến cái số điện thoại lắp trong này nhé. Đấy, thì bây giờ khi có tiếng động đủ cường độ mạnh thì nó sẽ tự động nó gọi lại cho các bạn. Đấy, còn không phải là lúc nào nó cũng gọi, mà là tiếng động đủ mạnh, đủ cường độ thì nó sẽ tự động nó gọi cho các bạn. Đây, nó sẽ trả lời cái tin nhắn là record call alarm này. Khi có tiếng động nó sẽ gọi lại cho mình này. Đủ cường độ nó mới gọi nhá, không phải lúc nào nó gọi nhá. Đấy, cái này, đây nó tự gọi lại cho mình rồi, mình lại nghe này, mình nghe nhá. Alo, 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 alo. Đấy, tắt nó đi này. Bây giờ mình muốn hủy cái chế độ tự động gọi lại thì các bạn soạn là 3 số 5 này, 3 số 5 là hủy đi nhá. Nó sẽ trả lời mình một cái tin nhắn để hủy đi. Đấy, nó gọi lại nhiều quá các bạn không nghe thì có thể tắt đi này. 3 số 5 này nó sẽ hủy đi này. Alo, vâng, bật về on là ghi âm. Lúc nào mà anh muốn nghe lại cái này ghi âm đấy nhá, anh cắm tai nghe vào bật sang on là được nhá. Đúng rồi ạ. Ok, ok anh nhé. Vâng vâng, đúng rồi ạ. Đấy, đây thì nó tơ đồ old fashion là đã hủy cái chế độ tự động quay lại, nhưng bây giờ nó không mở gọi lại cho mình nữa này. Đấy, đấy là tất cả những cái cách sử dụng cái thiết bị N13 này, nó rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Các bạn chỉ cần lắp một cái sim vào, tải cái ứng dụng 365gps như trên màn hình này, và các bạn chỉ việc thao tác như cái clip này mình hướng dẫn là các bạn có thể dùng được. Và cái thiết bị này cực kỳ là tiện dụng trong khi các bạn muốn kiểm soát con cái, vợ chồng hay là xe cộ, xe mình cho thuê này. Đấy, rất là tiện nha. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể alo trực tiếp đến số điện thoại 094 226 2345, thì nhân viên bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn ok nhất về cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này nó rất là nhỏ gọn, rất là dễ cất giấu. Đấy, các bạn mình có hai cơ sở, cơ sở thứ nhất là Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Các bạn nào gần hai cơ sở này có thể qua Cầu Giấy Hà Nội và quận 9 Sài Gòn để thử hàng trực tiếp, đúng hàng như quảng cáo để các bạn mua hàng. Đấy, thì các bạn nào mua hàng thì lên tìm những cái đơn vị uy tín, có cơ sở rõ ràng để mua hàng, tránh mua phải những cái hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, khi nhiều khi là mất tiền oan. Thì bây giờ rất là nhiều đơn vị đang quảng cáo các sản phẩm mà đọc tin nhắn hay là các phần mềm ứng dụng đọc tin nhắn nghe nén hai các cuộc điện thoại nói chuyện với nhau, hay là cái sim ghép. Mình xin nói lại là tất cả các sản phẩm đấy đều là lừa đảo hết, không có thật. Khi các bạn sử dụng cái sản phẩm dịch vụ họ xong, mua xong, thanh toán tiền xong là họ chặn hết số điện thoại, các bạn không thể liên lạc được. Lưu ý các bạn, tất cả các cái đó đều là lừa đảo hết nhá. Đấy, đấy là mình cảnh báo để các bạn tránh mất cái quyền lợi cá nhân của mình, mất tiền, mất công, mất việc. Đấy, và cái clip này mình giới thiệu đến các bạn cái máy N13 này, thì các bạn nào có nhu cầu mua nó thì alo trực tiếp cho mình. Mua hàng bên mình là được kiểm tra hàng trước khi nhận các bạn nhé, các bạn yên tâm. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.